Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, theo Vatican News vừa đưa tin, hơn 50.000 Kitô hữu Nigeria bị sát hại bởi những người Hồi giáo cực đoan. Trong 14 năm qua, kể từ cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo Boko Haram vào năm 2009, ít nhất 52.250 Kitô hữu Nigeria đã bị sát hại dã man dưới bàn tay của các chiến binh Hồi giáo. Đây là con số được đưa ra trong báo cáo có tựa đề Những Kitô hữu tử đạo ở Nigeria, được công bố bởi Hiệp hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Pháp quyền, InterSociety, một nhóm nghiên cứu và điều tra về các quyền có trụ sở tại Nigeria. Tổ chức này đã theo dõi và điều tra các cuộc đàn áp tôn giáo và các hình thức khác của bạo lực tôn giáo bởi các chủ thể nhà nước và phi nhà nước trên khắp Nigeria kể từ năm 2010. Trong số hơn 50.000 Kitô hữu bị sát hại này, có hơn 30.000 người bị sát hại trong 8 năm lãnh đạo của cựu Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, người thường bị chỉ trích đã không hành động đủ để chống lại sự mất an ninh đang gia tăng trong nước. Trong cùng thời kỳ, 18.000 nhà thờ Kitô giáo và 2.200 trường học Kitô giáo đã bị phóng hỏa. Khoảng 34.000 người Hồi giáo ôn hòa cũng chết trong các cuộc tấn công của quân Hồi giáo. Triển vọng cho năm 2023 dường như cũng không khả quan hơn khi hơn 1.000 Kitô hữu đã bị giết kể từ đầu năm. Trong cùng thời gian, ít nhất 707 Kitô hữu đã bị bắt cóc, trong đó hơn 200 vụ bắt cóc xảy ra ở bang Niger ở miền bắc Nigeria, bao gồm vụ bắt cóc hơn 100 Kitô hữu vào ngày 14 tháng 3 năm 2023 ở Adunu, Paikoro. Ít nhất 101 vụ bắt cóc chống Kitô giáo đã được ghi nhận ở Kaduna, trong khi các bang bị ảnh hưởng khác bao gồm Katsina, Taraba, Edo, Ogun, Nasarawa, Kwara, Kogi, Bono, Yobe và Adawama, Bauchi, Enugu, Imo, Kebbi, Gombe, Bayelsa và Cross River. Mạng sống của các Kitô hữu Nigeria không chỉ gặp nguy hiểm bởi nhóm Hồi giáo Boko Haram, mà còn bởi những người chăn gia súc Hồi giáo sắc tộc Fulani đã gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan. Các cuộc tấn công đã khiến rất đông dân chúng phải di rời. Báo cáo của InterSociety cho biết khoảng 5 triệu Kitô hữu đã phải di rời và buộc phải vào các trại dành cho người di tản nội địa IDP ở Nigeria và các trại tị nạn ở biên giới. Trước đó, một vụ việc đau lòng vừa xảy ra. Theo trang tin Đài Chân Lý Á Châu truyền đi ngày 11 tháng 4 năm 2023, Cộng đoàn Kitô Nigeria bị tấn công, gần 100 người thiệt mạng. Trong tuần thánh vừa qua, ít nhất có 94 người chết trong một loạt các cuộc tấn công chống các cộng đoàn Kitô ở bang Benue, miền trung bắc Nigeria. Đây là một dấu hiệu leo thang hoạt động của các dân quân Hồi giáo tại vùng này. Chủ nhật lễ lá, ngày 2 tháng 4, một nhóm người võ trang đã tấn công một nhà thờ Tin Lành Pentecostal ở huyện Logo đang cử hành lễ, giết chết một thiếu niên, bắt cóc nhân viên mục vụ và các tín hữu khác. 3 ngày sau đó, ngày 5 tháng 4, một nhóm võ trang đã giết hại ít nhất 50 người tại làng Umogidi ở huyện Utopo, vốn được coi là một khu vực công giáo ở miền Tây bang Benue. Gần đây hơn, hôm thứ Sáu tuần thánh, ngày 7 tháng 4, hàng chục người đã bị giết chết khi những người Hồi giáo võ trang tấn công một trường tiểu học ở làng Nepal, được dùng làm nơi tạm trú cho 100 nông dân Kitô di tản và gia đình họ. Vụ này làm cho 43 người chết và hơn 40 người bị thương. Theo cha Remigius Ihiila, Chủ tịch Ủy ban Công lý, Phát triển và Hòa bình ở bang Benue, vài giờ trước cuộc tấn công này, Thống đốc bang Benue, ông Samuel Orton đã kêu gọi dân chúng tiếp tục cảnh giác và ông phê bình phản ứng chậm của cảnh sát và quân đội trong việc đáp ứng các lời kêu cứu của người dân. Từ 4 năm nay, Thống đốc Orton kêu gọi thay đổi luật liên bang để người dân có thể mua vũ khí để tự vệ. Khi viếng thăm những người sống sót sau cuộc tấn công này, Thống đốc Autumn cho biết đã có ít nhất 134 người bị giết trong các cuộc tấn công trong vòng 5 ngày, kể cả cuộc tấn công ngày 3 tháng 4 trước đó tại Apa, làm cho 47 người chết. Bang Benue có khoảng 2 triệu người di tản, không thể sống tại khu vực canh tác truyền thống của họ vì sợ bị giết. Có một số nông dân trở về canh tác trong cánh đồng của họ ban ngày, và ban tối họ rút về trại tạm cư cho những người di tản. Thank you.
Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.